Nếu muốn không gian nhà bạn mang phong cách vintage hoặc tropical như quán cà phê, thì hãy thử ngay một em trầu bà Nam Mỹ nhé! Cây trầu bà Nam Mỹ hay còn gọi là trầu bà lá xẻ, cây Monstera do có tên tiếng Anh là Monstera deliciosa. Đây là loài cây có xuất xứ từ châu Mỹ. Trong những khu rừng già, ta sẽ bắt gặp những cây Monstera mọc dưới bóng cây lớn. Từ đó có thể thấy loài cây này là loài ưa ánh sáng tán xạ và độ ẩm cao. Vậy nên các đặc tính của cây rất thích hợp để có thể sinh trưởng và phát triển tốt tại miền Nam nước ta. Đồng thời, trầu bà Nam Mỹ lại là cây ít gặp phải sâu bệnh gây hại, nên việc chăm sóc cây cũng đơn giản rất nhiều. Trầu bà Nam Mỹ không những tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, ý chí kiên cường mà còn thể hiện sự quyền lực, sang trọng của gia chủ. Ba lưu ý quan trọng để chăm sóc cây trầu bà Nam Mỹ. Trầu bà Nam Mỹ thích an cư lập nghiệp. Giống cây trầu bà Nam Mỹ không thích bất kỳ sự thay đổi nào về vị trí. Hãy chọn một vị trí phù hợp với em ấy ngay từ ban đầu bạn nhé. Trầu bà Nam Mỹ thích nắng nhưng cũng không thích nắng. Đặc biệt, ánh sáng giúp cho ra lá cây to, do đó bạn hãy để cây ở chỗ nhiều ánh sáng như ban công, có mái che hoặc gần khung cửa sổ. Trầu bà Nam Mỹ thích nước nhưng cũng không thích nhiều nước. Nếu nhiệt độ phòng không tăng quá 30 độ C thì bạn nên tưới khoảng 10 ngày một lần. Sau khi tưới nước, chú ý đến sự tích tụ nước trong chậu. Sau 20 phút, nước thừa phải được rút hết, nếu không, rễ cây trầu bà Nam Mỹ tiếp xúc liên tục với nước có thể khiến chúng bị thối. Mùa hè muốn mát mẻ xanh tươi, hãy đến ngay một em trầu bà Nam Mỹ nhé! Hãy like, share, comment và nhấn chuông đăng ký để đón xem hàng nghìn loài cây và các chăm sóc mới nhất từ Rizz Culture nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại!